Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức Máy tính của mình. Chắc hẳn không ít bạn đã từng gặp phải trường hợp rắc rối khi bạn copy một đoạn văn bản trên mạng về và sử dụng. Thì đoạn văn bản đó thường kèm theo màu chữ, phông nền với đủ kích cỡ to nhỏ, khiến cho nhiều bạn cảm thấy có đôi chút khó chịu và việc xử lý chúng cũng khá mất thời gian. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn một mẹo nhỏ để khắc phục tình trạng trên rất nhanh và dễ thực hiện. Ok, thì các bạn hãy cùng làm theo mình như sau nhé. Ở đây thì mình có một vài trang web khi copy vào thì sẽ gặp tình trạng trên. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác các bạn xem mình khắc phục nó như thế nào nhé. Mình sẽ mở trình duyệt web lên và mình sẽ dán cái trang web đầu tiên vào. Trang web này thì khi mình copy một đoạn văn bản này, copy một đoạn văn bản bất kỳ và mình mở copy nó vào Word đi, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Đây, phông nền của nó có màu vàng này, rồi chữ này, một lúc đỏ, lúc vàng, lúc đỏ, đấy, lúc đen, lúc đỏ. Đây là đoạn văn bản đầu tiên nhá. Tiếp tục một đoạn văn bản thứ hai. Mình lấy từ trang web tiếp theo. Mình sẽ copy một đoạn bất kỳ ở cái trang web này để làm dẫn chứng cho các bạn xem. Ok, mình lại paste vào Word. Đấy, bây giờ mình giờ các bạn có thể thấy là ở đoạn văn bản thứ hai thì cái cỡ chữ của nó ấy sẽ không đồng nhất, chữ to chữ nhỏ luôn, và màu sắc của các chữ nó cũng không đồng đều. Đây, thuộc tính này, background image này không hề đồng đều tí nào cả. Các bạn nếu mà sửa lại cái đoạn văn bản này sẽ khá mất thời gian. Tiếp tục trang web thứ ba, cái trang web mà nhiều bạn hay copy vì nó có nội dung truyền tải rất là nhiều nội dung, rất nhiều lĩnh vực, chính là Wikipedia. Mình cũng sẽ copy một đoạn từ trên xuống dưới cho các bạn xem. Đây, mình chỉ copy đến đây thôi. À, sorry các bạn, mình copy vào Word. Mình sẽ mở thêm một cái tab Word nữa. Đấy, như các bạn có thể thấy thì cái trang web Wikipedia này nó còn phức tạp hơn. Đó là nó còn dính cả các cái phông nền, các cái typo. Khi mà mình click, mình bỏ cái typo đi thì có thể nó sẽ mất luôn cả đoạn văn bản. Mình đến delete đi thì nó sẽ mất luôn cả đoạn văn bản. Sau đó thì cái trang web này hầu như là khó khắc phục nhất. Do vậy thì bây giờ mình sẽ thao tác lại cho các bạn xem cách thì mình khắc phục nó như thế nào nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể vào cái phần tìm kiếm ở trên Windows dưới thanh công cụ, các bạn gõ cho mình chữ Notepad. Thì ở trong cái ứng dụng Notepad này, các bạn sẽ copy vào đây. Trước khi các bạn copy sang Word thì nó sẽ khắc phục được lỗi trên. Bây giờ mình sẽ thử đối với trang web đầu tiên nhé. Mình vẫn copy nguyên vẹn cái dòng như vừa nãy và mình copy paste vào Word, copy paste vào Notepad. Các bạn có thể thấy là khi mà paste vào Notepad thì tất cả các văn bản nó đã trở về đồng nhất, một định dạng, một cỡ chữ, không có phông nền đi kèm. Thì mình sẽ từ cái Notepad này mình copy trở lại vào cái phần Word cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể thấy là văn bản đã hoàn toàn trở về cái mức đấy, trở về như cái định dạng ban đầu của nó và không bị lẫn với cả màu nền hay là phông chữ. Nó đã trở về với cái định dạng mặc định của nó đấy. Tiếp tục là với trang web thứ hai mình copy vừa nãy, chính là trang web này đây. Mình lại copy, mình paste vào cái Notepad này cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy là nó cũng trở về trạng thái nguyên bản của cái đoạn văn bản. Mình sẽ copy trở lại vào Word. Các bạn có thể thấy là đã mất hết các cái màu nền với cả đoạn chữ, màu chữ trên văn bản. Tiếp theo trang web thứ ba, Wikipedia này.
mình sẽ copy vào Notepad trước. Các bạn có thể thấy là nó đã hoàn toàn trở về với cả cái nguyên bản của nó, và những cái table cũng mất luôn, chỉ để lại chữ thôi. Đây là cách 1. Còn đối với cách 2 thì các bạn làm sẽ đỡ tốn thời gian hơn cách 1, đó là các bạn sẽ không cần phải bật cái Notepad này lên luôn, mà các bạn có thể thao tác trực tiếp. Các bạn hãy cùng làm theo mình như sau. Mình sẽ tắt hết tất cả trong web đi để làm lại cho nó đỡ bị lag. Ok, trang web đầu tiên. Mình dán vào địa chỉ luôn nhé. Trang web thứ hai này. Trang web thứ ba. Ok, bây giờ mình sẽ copy lại. Và các bạn hãy để ý kỹ cho mình cái thao tác khi mình paste vào Word. Thông thường thì các bạn khi mở Word lên thì các bạn sẽ có thao tác theo phản xạ là các bạn sẽ bấm Ctrl V ở trên bàn phím. Tuy nhiên thì cái cách này đã cũ rồi. Ctrl V đúng không? Thường là các bạn sẽ sử dụng cách này khi các bạn paste đoạn văn bản vào Word hoặc là vào bất kỳ một cái ứng dụng nào để mở lên soạn thảo. Thì mình khuyên các bạn là không nên sử dụng cái thao tác này nữa, mà các bạn hãy chuột phải vào, các bạn hãy chuột phải vào trên cái trang Word, sau đó các bạn chọn cái phần chữ Keep Text Only. Thì khi các bạn paste vào thì cái đoạn văn bản này nó sẽ loại bỏ hoàn toàn các cái phông nền bên cạnh văn bản cũng như là màu chữ của văn bản, mà nó sẽ đồng nhất văn bản trở về trạng thái màu đen. Tiếp tục nhé, mình sẽ thử với trang web thứ hai theo cách đó xem là nó có hiệu quả hay không nhé. Mình sẽ copy một đoạn từ trên xuống dưới này, vẫn là ba cái trang web vừa nãy, sau đó mình chọn Keep Text Only. Như các bạn có thể thấy thì trang web thứ hai cũng hoạt động rất trơn tru khi mà mình copy cái đoạn text vào. Tiếp tục trang web cuối cùng, trang web phức tạp nhất chính là Wikipedia, rất nhiều ký tự, rất nhiều đoạn văn bản kèm theo cả các cái table. Mình sẽ copy theo cách thứ hai này, các bạn xem. Ok, các bạn có thể thấy là tất cả các trang web là đều về với cái định dạng chữ nguyên bản của nó và không kèm theo bất kỳ màu chữ hay là phông nền nào kèm theo. Sau đây các bạn có thể lọc ra và sử dụng rất là nhanh chóng. Ok, thì như vậy là trong cái nội dung video ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn các bạn cách để copy một trang web bất kỳ mà không bị kèm theo màu nền, cỡ chữ hoặc là phông chữ đi kèm, trở về trạng thái nguyên bản của đúng cái đoạn văn bản đó mà các bạn muốn sử dụng. Rất hy vọng là các bạn cảm thấy cái video này có ích cho mình. Và nếu các bạn có thắc mắc một vấn đề gì thì có thể để lại comment phía bên dưới, khi nào rảnh mình sẽ giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và hy vọng là các bạn sẽ bấm nút like cũng như là subscribe cho kênh của mình phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.